Tôi xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi làm cái video về vai trò của ánh nắng mặt trời mùa đông đối với cây hoa nhất chi mai. Thời kỳ này thì chúng ta không cần phải tác động cầu kỳ đến cây nhất chi mai nữa. Thế nhưng mà mỗi một cái tác động thì nó lại có cái ý nghĩa quyết định rất là lớn đến cái việc cây làm nụ, hình thành nụ và nở hoa. Trong đó cái vai trò của ánh nắng mặt trời là rất quan trọng. Một số cái biện pháp kỹ thuật khác hiện nay nó căn bản là phụ rồi. Tôi ví dụ như là việc phòng trừ sâu bệnh chẳng hạn. Thì lá nó khô cằn này, sâu bệnh rất là ít. Thế rồi cái việc bón phân cũng vậy. Chúng ta cũng đã hạn chế rất nhiều cái bón phân. Kể cả là cái tưới nước mà chúng ta cũng không cần phải tưới nhiều. Bởi vì là bắt đầu tiến hành cắt nước để hãm hoa cho cây nhất chi mai rồi. Ngoài ra những công việc ví dụ như này, cắt này, tỉa này, uốn, sửa này, rồi là đào cây trồng mới cũng rất là hạn chế. Tại cái video này thì sẽ bao gồm hai nội dung. Nội dung một đó là vai trò của ánh nắng mặt trời thì sẽ có 6 cái vai trò sau đây. Vai trò thứ nhất là tiếp tục giúp cho cây trà lớn nhanh. Vì trong giai đoạn này á là ánh nắng còn rất là tốt này. Và cái điều kiện về cây nó đang rất khỏe, bộ lá thì đanh lại xanh tốt, nên là khi có nắng thì cây nó quang hợp rất là mạnh mẽ. Nó lấy được nhiều dinh dưỡng để mà giúp cho cây mạnh khỏe lớn nhanh. Và các bác quan sát hình ảnh ở đây, bộ lá nó xanh này. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 âm lịch. Thời tiết ánh nắng rất là thuận lợi để mà cây thực hiện cái chức năng quang hợp. Vai trò thứ hai là giúp cho cây nhất chi mai làm nụ tốt. Thì để mà làm nụ nó có 3 cái tác động chính. Thứ nhất là về phân lân thì chúng ta đã tác động rồi. Thứ hai là về nước tưới thì chúng ta lại giảm tưới. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất làm nụ thời kỳ này chính là ánh nắng mặt trời. Và ánh nắng mặt trời càng nhiều thì là khả năng làm nụ càng tốt. Nói như vậy để các bác biết được vai trò rất là quan trọng của ánh nắng vào cái thời kỳ đầu mùa đông này. Chúng ta cứ hình dung rất đơn giản là nơi nào, cây nào mà có nhiều nắng hơn thì trong cùng một điều kiện về chăm sóc, về kích thước thì cây được ăn nắng nhiều hơn chắc chắn sẽ có làm nụ tốt hơn và sau này ra hoa nhiều hơn. Vai trò thứ ba là giúp cho cây tích lũy được nhiều vật chất. Thì thời kỳ này có nắng, bộ lá tốt thì cây tất nhiên nó quang hợp và tích lũy được nhiều dinh dưỡng để sau này vào giai đoạn ngủ đông này, giai đoạn phát triển nụ và ra hoa sẽ thuận lợi hơn. Thì lúc đó cây sẽ rất là khỏe, nó phát triển nụ và thậm chí bật lộc xuân rất là mạnh. Nó hạn chế được cái hiện tượng chết cành đấy. Có bác hỏi vì sao mà cành nhất chi mai thời kỳ này nó vẫn gầy. Thì nếu bác cho cây ăn nắng tốt nhé, tất nhiên là cùng với điều kiện đủ nước này, dinh dưỡng này và cây đó nó khỏe sẵn, nó không sâu bệnh ấy, thì cành sẽ mập hơn. Và nếu như cành không mập thì nó được ăn nắng, nó nhiều lá như này nó cũng rất là khỏe. Bản thân cây nhất chi mai thì nó có đặc điểm là cành thân nó khá là gầy chứ nó không béo mập đâu. Thế cho nên là kể cả trong trường hợp nó gầy mà bác cho cây ăn nắng tốt, lá nó xanh thì cái cây đó vẫn được coi là một cây khỏe và đẹp. Đó là một đặc tính của cây nhất chi mai. Vai trò thứ tư đó là cây sẽ ít bị sâu bệnh hơn. Khi mà ánh nắng nó tốt thì cây nó sẽ khỏe, khả năng chống chịu sâu bệnh nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra lá mà được ăn nắng sẽ giảm trực tiếp sâu bệnh hại, giúp cho lá nó đanh cứng lại này thì sâu bệnh nó sẽ khó tấn công hơn. Và ánh nắng mặt trời thì giúp cho cái không gian môi trường vườn của mình ấy, nó được khô ráo thông thoáng. Đây là một cái điều kiện phòng trừ sâu bệnh một cách tự nhiên. Vai trò thứ năm là ánh nắng mùa đông sẽ giúp cho bông hoa nhất chi mai đẹp hơn. Ít người nghĩ rằng là ánh nắng lại giúp hoa nhất chi mai đẹp. Nhưng mà tôi sẽ minh chứng cho các bác bởi các cái đặc điểm sau. Thứ nhất là màu
hoa sẽ rực rỡ hơn, nhất là sắc hồng của bông hoa nhé. Tất nhiên là cần có thêm các yếu tố dinh dưỡng, nước tưới để mà cây khỏe, cây sẽ chuyển hóa dinh dưỡng tốt để mà có được những bông hoa rực rỡ. Nhưng mà ánh nắng mặt trời là một cái điều kiện bắt buộc phải có. Đặc điểm thứ hai là bông hoa to, nhiều cành và cánh hoa dày hơn. Chúng ta cảm giác cái cánh hoa nó phẳng và nó có cái bóng sáp ấy, nhìn nó rất là đẹp nhé. Cái đặc điểm này cũng giúp cho bông hoa nó được bền hơn. Đặc điểm thứ ba là ánh nắng tác động có thể giúp các nụ ngủ nở hoa được, và có thể là các nụ ở sâu dưới gốc cành, chân cành. Đấy, ánh nắng nó chiếu vào, các bác hình dung như vậy. Đấy là nó sẽ kích hoạt các cái mầm hoa mà ngủ nghỉ. Đấy, trong đó có ở cái cành lộc xuân này, lộc hè này, lên lộc thu này, thì có khả năng nó phát triển thành hoa được, thì nó sẽ giúp cho cây nhất chi mai có nhiều hoa hơn. Tuy vậy, khi mà thời gian cây nhất chi mai nở hoa thì chúng ta lại không nên để cây gặp ánh nắng mạnh và gió đấy, khiến hoa nó nhanh mất nước và nhanh tàn, gặp gió thì lại càng nhanh rụng. Vai trò thứ sáu là giúp cho hoa nở nhanh hơn, thì nó có lợi khi cần cây nở nhanh để mà kịp Tết, và bất lợi nếu như mà cây nở hoa trước Tết. Nhưng chắc chắn cây ăn nắng đông thì sẽ nở hoa sớm hơn, vì ánh nắng khiến cho cây nó trao đổi chất rất là mạnh, nó hình thành nụ và nụ lớn nhanh. Ngoài ra khi mà có ánh nắng thì là nhiệt độ nó cũng cao đấy, cây nó càng trao đổi chất mạnh và thuận hơn, rễ nó càng hoạt động nhiều, nụ lớn nhanh thì chắc chắn là hoa sẽ nở sớm. Thì đây là cũng có cái lợi, có cái hại. Nhưng mà đặc điểm chung là nắng nó giúp cho cây nở hoa sớm hơn. Thì sau này khi bác kiểm tra cây của mình, nếu như trường hợp nó nở trước Tết thì bác lại giảm nắng, và nếu nó có biểu hiện nở muộn thì chúng ta lại tăng nắng lên, thì cây nó sẽ nở sớm hơn rất là rõ. Sang nội dung thứ hai là các biện pháp để giúp cho cây lấy nắng đông được tốt, thì có bốn cái biện pháp sau đây. Thứ nhất là để cây nơi lấy được nhiều nắng nhất, lấy được nhiều gió nhất, nhiều sương nhất. Và chúng ta cần chú trọng đến cái thời kỳ tháng 10 âm lịch nhé. Đấy là một trong những cái điều kiện rất là quan trọng để mà chúng ta có được một cây nhất chi mai khỏe và tiềm năng cho một cái mùa hoa Tết năm 2025. Sang đến tháng 11 âm lịch thì cái vai trò của ánh nắng nó không được 6 vai trò nữa, bởi vì một số cái lá nó cũng đã già đi, rụng đi rồi. Thế nhưng mà nhìn chung là chúng ta vẫn cứ ưu tiên cho ánh nắng nó được tốt. Thì cái kỹ thuật chăm sóc tháng 10 và tháng 11 âm lịch thì tôi sẽ làm để giúp các bác có những cái tác động đúng hơn, trong đó có cái việc là lấy nắng cho cây nhất chi mai. Thứ hai là bác có thể tiến hành uốn sửa nhẹ để mà phân bố lại cái cành tán, để giúp cho cái bộ lá nó tỏa đều, thì chúng ta cũng có một cây nhất chi mai đẹp hơn, đồng thời là cây nó cũng lấy được nắng tốt hơn. Cái việc uốn sửa này, chúng ta không được tác động mạnh và đau làm tổn thương cành thân, thế nhưng mà chúng ta có thể là điều chỉnh nhẹ thì được. Thứ ba là tiến hành rửa lá cho cây. Vào cái giai đoạn cuối thu và đầu đông ở miền Bắc là cái thời tiết nó hanh khô, cho nên nó có nhiều cái bụi bặm nhé, nhất là nơi đô thị rồi ở gần đường giao thông. Thì chúng ta sẽ có cái thao tác là rửa lá như thế này các bác này. Bác có thể là dùng cái vòi bơm nước trực tiếp ấy, bác xịt mạnh để cho lá nó bay hết bụi đi. Còn tôi không có cái máy bơm nữa, tôi dùng cái bình phun này. Đấy, tôi lấy nước sạch và tôi tiến hành rửa lá như này, nó cũng rất là tốt các bác nhé. Đấy, thì cái lá nó sạch sẽ, nó sẽ quang hợp rất là tốt cả cái mặt trên và mặt dưới của lá. Đồng thời là nó giúp cho cây nó mạnh khỏe, nó ít sâu bệnh. Đối với những cây trồng khác, đây ở đây tôi có cây trà cũng vậy này. Thì tôi tiến hành tưới rửa lá như này thì cây nó rất là khỏe. Thậm chí những cây trà này không chỉ là nó quang hợp tốt mà nó còn sạch sẽ nữa. Đấy, thì chúng ta có thể tưới rửa lá, kể cả bác tưới vào thân cây cũng được nhé, để giúp cho
cây nó cũng được khỏe, được sạch ấy. Thứ tư là cung cấp ánh sáng gián tiếp cho cây. Thì đây là cái phương án ứng phó này để cho cây nó nở sớm kịp Tết. Khi bác thấy cây nó biểu hiện nở muộn sau Tết thì chúng ta cho cây thêm ánh nắng, nhưng mà cái thời kỳ đó nó lại không có nhiều nắng mà nó mưa phùn gió bấc ấy, thì chúng ta có thể giúp cho cây có cái ánh sáng nhân tạo và kết hợp với lại tăng nhiệt độ. Thì có những trường hợp ví dụ như là chúng ta dùng bóng sưởi chẳng hạn, và cái ánh nắng nhân tạo tốt nhất đó chính là ánh nắng tím các bạn. Thì cái ánh nắng tím nó giúp cho cây nhất chi mai ấy, hình thành nụ cũng như là nụ lớn nhanh, thì nó sẽ nở hoa sớm hơn. Để đến cái giai đoạn đó, tôi và các bác sẽ cùng đánh giá xem là cây nhất chi mai nở sớm hay nở muộn để chúng ta có những cái tác động cho nó đúng. Thưa các bác, trên đây tôi giới thiệu 6 cái vai trò của ánh nắng mùa đông đối với cây nhất chi mai và 4 cái công việc để giúp cho cây nhất chi mai lấy nắng được tốt hơn. Đến đây tôi xin phép được dừng video nhé. Xin được chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi và xin kính chào các bác.